Vâng, buổi ngày hôm nay thì cô sẽ tiết lộ một bí mật, đó chính là tủ đồ quần áo thần kỳ của cô Trang. Cái tủ đồ mà cô thường xuyên mang cái bộ đồ này lên để mặc lên hình để dạy những bài học cho các bạn đấy. Các bạn có cảm thấy háo hức không nhỉ? Cô thì cảm thấy cũng kiểu vừa ngại ngại và cũng vừa háo hức, bởi vì tủ đồ quần áo chắc chắn đối với các bạn nữ là một cái nơi rất kín đáo rồi. Tuy nhiên thì để có thể giúp các bạn học kỹ hơn về những cái từ về quần áo trong tiếng Anh thì thôi, mời các bạn ghé thăm tủ đồ của cô nhé. À, mà nhân tiện, quần áo trong tiếng Anh, cái tủ mà để đựng quần áo ấy gọi là gì nhỉ? Gọi là wardrobe. Các bạn có thể quan sát cái từ này nhá, wardrobe. Ok, đây chính là tủ đồ quần áo, bao gồm tất cả các loại tủ đồ mà các bạn treo quần áo ở bên trong đó thì đều có cái cách gọi đó là wardrobe. Ok, thì đây là những trang phục mà cô thường mặc lên để ghi hình. Các bạn có nhận ra bộ nào ở đây mà cô Trang đã từng mặc lên, đóng một cái video nào đấy mà các bạn từng xem không? Các bạn có thể comment ở phía dưới nhá. Mà nhớ là phải comment bằng tiếng Anh nha. Tí cô sẽ hướng dẫn các bạn tên những cái trang phục này bằng tiếng Anh. Xem nào, đây là dãy quần áo này. Ở phía dưới này thì cô Trang đang để giày dép, vali thường đi du lịch của cô. Đây không phải là chiếc vali to nhất, chỉ là chiếc vali mà thường mang đi du lịch thôi. Có khu này là khu để một chút cặp sách, những cái cặp mà thường xuyên sử dụng nhất. Còn khu này, đây cái tủ này thì là để đồ ngủ, tất cả những cái trang phục như là đồ ngủ này, đồ đi tập gym này, hay thậm chí là đồ lót của chị em phụ nữ mình nữa thì cũng cho hết vào trong này. Đó, thì đấy, cái ngăn ở dưới này cũng tương tự như thế, sẽ có tất, sẽ có những cái đồ mà rất là ngắn, rất là mỏng manh mà không thể treo được thì sẽ cho xuống đấy, như là lụa. À đấy, các kiểu như vậy. Thì đây là cái bố cục chung của cái tủ quần áo của cô Trang. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu xem cái cách gọi tên của từng cái trang phục quần áo treo ở cái dãy trên này bằng tiếng Anh là gì nhé. Nào, chúng ta hãy xem chiếc áo đầu tiên nha. Đây là chiếc áo đầu tiên. Wow, hai cái áo đỏ được cách nhau. Cái áo này rất là to, rất là dài, và thường là cái áo mà mặc choàng ở ngoài, đúng không? Các bạn nhìn đấy, rất to, rất dài như thế này. Thì cái này trong tiếng Anh mình sẽ gọi là coat. Coat, đúng không? Áo khoác, áo choàng dạng dài. Coat, nhớ nhé, phải bật cái âm t ở cuối lên khi mà đọc. Đó, thì cô Trang có hai cái áo khoác liền. Đó là một chiếc này, đây là chiếc thứ hai. Bạn nào để ý thì đã biết rằng cô đã mặc cái áo này đi Hàn Quốc, đúng không nào? Cái áo ngoài này cũng được gọi là coat. Và cái mà cô muốn giới thiệu thêm với các bạn là cái áo ở bên trong này. Đây là một cái áo len cao cổ, nghĩa là mình phải chui qua cổ để mà mặc được cái áo len này. Thì cái áo len mà cao cổ như thế này mặc ở trong thì mình sẽ gọi nó là pullover. Pullover. Thêm một lần nữa nhé, pullover. Nhớ là cái bên trong này nhá, không phải cái ngoài này đâu. Pullover. Xem nào, cái gì đây? Ta-da, chúng ta có một chiếc áo len khác. Các bạn có thấy khác biệt là gì không? Cái áo len kia là áo len cao, cổ phải chui qua đầu. Còn cái áo len này thì thực ra là mình có thể mặc như thế này. Đó, thì cái áo này thì phải mặc khoác ngoài một cái áo gì đó, một cái váy, một cái áo gì đó bên trong. Đây là dạng áo mà các bạn nữ Việt Nam rất ưa chuộng. Có tên gọi đó là cardigan. 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 Tức là áo mà mình hay gọi là áo cardigan đấy, đúng không? Áo len dạng cardigan như thế này. Đó, xem tiếp nha. Có lẽ các bạn đang thắc mắc là tại sao cô Trang lại để đồ đông hè lẫn lộn, đúng không? Đây là những cái mùa đông mà đây tiếp theo lại là một cái váy mùa hè. Bởi vì thực tế là thời tiết ở Hà Nội bây giờ thì khá là khó đoán. Có những ngày đông mà nóng như mùa hè vậy. Ví dụ như ngày mà cô đang quay video này, cô đang mặc một bộ trang phục, các bạn biết không? Chính ra là một bộ trang phục mùa hè. Thế nên là quần áo cũng phải kiểu linh hoạt luôn để lấy cho dễ lấy. Thì đây là một chiếc váy mà cô rất là yêu thích. Theo cô nghĩ là gì nhỉ? Vừa lịch sự mà vẫn vừa rất là duyên dáng. Cái váy này cũng được lên hình một vài lần rồi. Đó, thì đây là một cái váy dài, liền cả phần thân trên và thân dưới. Thì mình sẽ gọi chung là dress. 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 Cái này chắc chắn là một từ rất dễ rồi, đúng không? Thế nên cất nó đi nhá. Xem nào. Tiếp theo, đó, lại là những chiếc váy khác. Đây thì là một cái chân váy. Một cái chân váy cô rất thích. Nói chung đây là hai cái chân váy mà cô thích. Chân váy này thì rất là cơ bản thôi, phối với áo gì thì cũng được. Còn cái chân váy thì này nó hơi cá tính một chút, kiểu xẻ ngang xẻ dọc. Đấy, thì đây đều là hai cái chân váy để mình mặc ở phía dưới, kiểu mặc ở phía dưới như thế này thôi. Thì mình sẽ gọi chung nó là skirt. Skirt. Nhớ nhá, tất cả chân váy nói chung nhá, không bao gồm cái phần liền ở phía trên, thì mình đều gọi là skirt. Các bạn để ý nhá, là skirt, các bạn phải để ý kỹ, bởi vì tí nữa mình sẽ học một từ nghe nó hơi giống giống như vậy, nhưng mà nó lại cho phần trên của chúng ta, cái áo phần trên. Đó, thì những cái chân váy như thế này. Ok, cô Trang có hai cái chân váy chính để mặc như thế này là skirt, để ý nhá. Gì nữa nhở?
Đây. Nói chung là cô thì không thích mặc quần dài cho lắm và thường xuyên mặc rất là nhiều váy. Tuy nhiên là cũng có một vài chiếc quần rất cơ bản, ví dụ như đây. Các bạn để ý thì sẽ thấy, ui, rơi mất rồi. Thôi được rồi, không sao. Có thể dùng cái này để miêu tả cho các bạn. Thì mỗi một cái quần dài như thế này, đó, quần dài hoặc là tất cả các loại quần nói chung thì sẽ đều có một cái tên gọi, đó là trousers. Trousers tức là cái quần, các bạn nhớ là có âm z ở cuối bởi vì quần thì là có hai ống đúng không? Tất cả những gì có hai ống trong tiếng Anh thì đều là số nhiều rồi, cho nên mình sẽ gọi nó là trousers. Và không bao giờ gọi là a trousers, không có a ở trước cái quần nhé, bởi vì là nó có hai ống nên mình không dùng a với nó được. Mình có thể nói là a pair of trousers thì cũng được. Ok, nào, treo cái này lên. Đó, tương tự mình cũng có một cái quần khác cũng như thế này, cái này cũng được gọi là một cái trousers. Treo lên nhá. À, rồi, xong, chuyển qua các bạn áo. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều áo đúng không? Ít nhất ở đây cô có 3 cái áo chuyên dùng để khoác. Thì đi từng cái một nhá. Nói chung, những cái dạng áo mà là dùng để khoác ở ngoài thì mình có thể gọi chung là jacket. Jacket thì đấy là áo khoác chung ở ngoài. Jacket, không kể cái áo choàng nhá. Áo choàng thì là cái mặc ngoài cùng rồi. Còn những cái áo dạng khoác thì mình có thể gọi là jacket. Tuy nhiên, nếu mà là áo khoác da, ví dụ như một cái áo như thế này chẳng hạn. Đó, ví dụ như cái áo này, một cái áo khoác da thuần túy như thế này, nó cũng là ở một dạng là jacket. Và mình có cả cái phần da này thì mình phải gọi là leather jacket, tức là áo khoác da. Leather jacket. Leather là da, cứ cái gì bằng da thì mình sẽ đọc là leather. Và áo khoác da là leather jacket. Ok, bỏ cái áo này vào đây. À đây, đây cũng là một cái áo khoác da. Thì các bạn để ý ở đây cũng là một cái áo khoác da tương tự như vậy. Và ở phía bên trong này thì cô Trang có để một cái quần bò. Tháo nó ra tạm thời nhá. Bởi vì khi nãy thì mình học về quần nói chung rồi là trousers, đúng không? Thế quần bò thì có cái tên gọi gì khác? Quần bò thì sẽ có một cái tên gọi khác là jeans. Jeans là quần, mình hay gọi là quần jean đấy, nhưng mà thực ra nó phải là jeans. Đó, thì đây là quần bò của chúng ta. Ok, nhớ là cũng phải có cái chữ ở cuối và mình đọc là z, bởi vì nó cũng có tới hai cái ống liền. Ok, jeans, quần bò nhá. Ok, treo nó vào đây. Thường thì cô Trang hay kết hợp mặc những cái đồ khỏe khỏe với nhau, như là áo da này với lại một cái áo rất bó bên trong và đi kèm với lại một cái quần bò cho nó khỏe. Đây rồi, đây, đã có một cái móc thừa ra để treo em này vào. Okay. Tiếp theo, đây, một cái áo khoác khác mà các bạn Việt Nam rất là ưa thích đúng không? Đây là một dạng áo kiểu gần như áo vest vậy, nhưng nó không nặng nề như áo vest của chúng ta, mà được gọi là blazer. Blazer, blazer, tức là mình hay gọi là mặc blazer đấy. Thì cách đọc tiếng Anh của nó cũng gần gần như vậy, nhưng mình nhấn nhá và trọng âm nhá. Blazer, blazer, đây là một cái áo blazer đúng không? Đấy, dạng vest của chúng ta. Cô Trang có một, cô cũng có một vài cái, nhưng ở tủ này thì treo có một cái thôi. Áo này thì chưa bao giờ lên hình. Cái gì đây? Một chiếc áo mà cô rất là yêu thích, cực kỳ thích áo này luôn. Một cái áo phông dài tay rộng và có thể mặc vào ở nhà, đi chơi, đi dạo tùy thích thoải mái. Áo này sẽ được gọi tiếng Anh đó là sweatshirt. Sweatshirt, sweatshirt, áo phông dài tay. Đó, tay rất là dài như thế này, rất là thích cái chữ này. Tiếp theo đó là một em rất yêu thích của cô Trang là em khăn. Thực sự thì cô Trang có rất là nhiều khăn, nhưng mà trong mùa đông năm nay thì em này đã chiếm ưu thế, trở nên vượt trội, ngày nào cũng được đeo, ngày nào cũng được quàng lên cổ. Vì sao? Vì cái màu, thứ nhất là cái màu này rất là dễ kết hợp, thứ hai cái khăn này rất là to, rất là ấm, có thể làm thành áo khoác, làm thành chăn, nói chung là cực kỳ đa di năng. Và các bạn biết không, tất cả những cái khăn trong tiếng Anh ấy, dù là khăn to hay khăn nhỏ, nhưng mà chỉ cần là quàng lên cổ được ấy, thì đều có một tên gọi chung, đó là scarf. Đây, cái khăn này rất là to, cho các bạn xem nó to đến mức như thế nào nhá. Đó, thì cái này các bạn nhớ là sẽ được đọc là scarf. Đó, to chưa? Scarf. Đấy, thì cái này có thể quàng lên người, làm khăn hay làm áo, thì cái này là scarf. Đấy, thì bây giờ đang có xu hướng là các bạn ấy hay dùng khăn để làm áo choàng các kiểu đúng không? Scarf, nhớ nhé. Bây giờ sẽ phải treo nó lên. À, đây rồi, cất em này đi. Đây chính là một em áo yêu thích của cô Trang, một em áo sơ mi. Ướm lại cho các bạn nhìn.
Các bạn có nhớ ra cô đã từng quay một vài video với em này không? Nhìn rất là ngoan hiền, đúng không? Đứng đắn tử tế, kiểu ra dáng cô giáo. Nhưng mà thực ra đằng sau rất là nghịch này, nó bị khoét như thế này. Thực ra thì cô cũng không thích những cái kiểu áo mà nó quá là cơ bản và không có gì đột phá cả. Thực ra áo nào cũng có kiểu khoét trước, khoét sau hay là xéo bên này, xéo bên kia. Nhưng áo này nhìn đằng trước rất là tử tế. Thì những cái áo sơ mi như thế này trong tiếng Anh sẽ được gọi chung một cái tên, đó là shirt. Shirt. Các bạn nghe đã thấy hơi bị lẫn chưa? Lẫn về cái gì nhỉ? Cái chân váy đâu rồi? Chân váy, à đây rồi. Đó, thì cái này nhá, là skirt. Còn cái này là shirt. Nhớ nhá, nó khác nhau có một tí xíu thôi, cách viết cũng hơi giống nhau nữa. Thành ra là sẽ có rất nhiều bạn nhầm. Một cái thì là áo, là shirt. Còn váy, skirt. Và là chân váy thôi nhá. Rồi, lại treo chúng về vị trí cũ. Chúng ta sẽ đến với những em quần áo cuối cùng. Đây rồi. Đây là một vật không thể thiếu được của các bạn nữ, đúng không? Áo mà các bạn sẽ mặc ở bên trong. Có thể mặc mùa hè thì mặc một mình cũng được. Mùa đông thì kết hợp với rất nhiều các loại quần áo khác nhau. Thì cái này được gọi là tank top. Cái áo mà mọi người hay gọi là tank top hay là cái gì đấy. Thì đấy, tiếng Anh của nó cũng gần như vậy. Thực ra cái cách gọi tiếng Việt chính là biến hóa từ tiếng Anh ra thôi. Tank top. Áo rất ngắn kiểu như thế này. Một dạng của crop top, đúng không? Đấy, áo dạng như thế này. Những cái áo ba lỗ, những cái áo hai dây thì chúng ta có thể gọi chung chúng là tank top. Như thế nhá. Và cái cuối cùng, cái mà chắc chắn phải giới thiệu với các bạn, là một chiếc quần ngắn, kiểu dạng quần short ngắn của chúng ta. Thì mình cũng sẽ gọi nó luôn, cái này là quần ngắn thôi, đúng không? Cô Trang thì không mặc cái này để dạy rồi, nhưng mà trong tủ quần áo và các bạn nữ thì thường xuyên có cái gọi là cái đồ này, nên là cô vẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái này trong tiếng Anh mình sẽ gọi nó là shorts. Đó, mặc ở phía dưới của áo ba lỗ hay áo dây hay là của áo phông thì đều rất là đẹp, đúng không? Bây giờ thì cái quần này trở nên rất là phổ biến, cực kỳ là popular. Đó là shorts. Ok, và đây chính là trang phục cuối cùng trong cái tủ đồ này của cô Trang. Chúng ta sẽ thử xem lại một chút nha. Các bạn đã nhớ được hết những cái này chưa? Bây giờ cô sẽ chỉ vào một cái bất kỳ và các bạn thử ngay lập tức gọi tên cái đấy ra cho cô nhá. Cái đầu tiên, cái này. Cái này là gì nhỉ? Ok, đúng rồi, có rất nhiều bạn trả lời đúng rồi. Coat. Cái thứ hai, cái gì nhỉ? Ok, cái này đi. Những cái mà chúng ta hay dùng ấy thì cô sẽ lôi ra. Cái quần. Trousers. Rất chính xác. À, cái này các bạn nữ rất thích. Dù là các bạn sinh viên hay các bạn đi làm thì cũng rất là thích. Cái này là gì nhỉ? Nhìn có đẹp không? Dress. Chính xác, rất nhiều bạn comment đúng rồi. À, còn cái gì nữa không? Với cái này thì sao? Cái này là một cái jacket. Và cụ thể hơn là leather jacket. Chính xác rồi. Đó, và cái này dù là các bạn nam hay các bạn nữ thì cũng rất hay dùng. Và chắc chắn sẽ phải có ít nhất một cái trong tủ đồ. Jeans, chính xác. Ok, vậy thì chúng ta đã làm quen với những cái trang phục phổ biến nhất trong tiếng Anh. Ở đây tủ quần áo của cô Trang thì chủ yếu là đồ của các bạn nữ thôi. Tuy nhiên các bạn biết không, chỉ có váy này, chân váy, đó. Rồi thì cái này là những cái mà rất riêng biệt của các bạn nữ. Còn cụ thể những cái đồ còn lại như là áo khoác, áo choàng, rồi thì quần dài, quần bò, quần jean hay quần đùi thì các bạn nam cũng đều có. Và cái cách gọi thì cũng giống nhau cả thôi. Thế nên video này không phải chỉ dành riêng cho các bạn nữ, các bạn nam cũng có thể xem và học được các từ vựng ở đây. Có thể các bạn đang thấy sao cô Trang ít quần áo như vậy. Thực tế các bạn biết không, đây là những trang phục mà cô chọn ra, được tuyển chọn để đưa vào video này để được diễn tiến các bạn thôi. Chứ còn tủ đồ cô Trang thì cực kỳ là đồ sộ. Và nếu như các bạn tò mò, nếu mà video này có rất nhiều like, share và nếu các bạn comment được đủ tên các cái trang phục mà các bạn đã học được ở đây thì có lẽ là cô sẽ có một buổi nào đó trưng cái tủ quần áo cực kỳ đồ sộ của cô cho các bạn xem. Thì chắc là riêng cái phần dress này thôi ấy, đã chiếm hết mấy ngăn tủ mất rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đón xem là liệu rằng mọi người có thực sự thích thú và tìm hiểu về vấn đề về quần áo này không đã nhé. Video về các trang phục quần áo đến đây có lẽ là nên kết thúc rồi cho chị em còn đi lựa đồ. Và nếu bạn nào quên chưa xem video về túi sách cũng như là giày dép thì hãy nhớ là click ở link phía dưới và xem ngay bây giờ nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong hai video kia. Bye bye!
Để học nhiều từ vựng hơn thuộc các chủ đề khác, các bạn hãy luyện tập tại chương trình online của Elite dưới đây nhé.